ta mới vừa mà được thằng Thái, tao thấy cũng rống lên, đừng vô chỗ cách ly này, chỗ cách ly là chết. Được, người ta cần sống người ta mới đi vô đó để ta trị bệnh, còn nó thì nó nói ngược lại. Đủ mới nó vậy xuống, đó. Xuống dân đi vô đường chết. Đủ khó, tao nói thiệt này, đủ thành ra vì chúng ta là mới hiểu cái bản chất của bọn này là gì. Nó không thấy cái này, nó không lấy cái chung, nó không lấy cái chung mà chỉ lấy cái này. Nó làm cho làm gì, đủ nó lấy tiền YouTube cái đâu thương yêu gì mình đâu trời. Thấy rõ ràng không? Nó chẳng thương yêu gì vậy cả, nó chỉ thương yêu cái bản thân của nó thôi. Thật chắc là vậy, đúng không? Nên là mình không bàn tới cãi. Bây giờ thiệt này gì, nó nói cỡ, nó thương, nó nói vượng, nó nói gì đó, nó nữa thì người dân Việt Nam cũng chẳng còn tin nữa đâu. Bởi vì tao bảo đảm với mày, tao bảo đảm với mày, và thằng nào mà đứng ra mà hô hào mà đứng ngon á, mà xuống đường ngay chỗ bây giờ, ngay bây giờ ở Sài Gòn, thiệt mày, dân nó không cắt cổ tao làm con mày, dân thôi đừng. Đây là cho mày coi cái này. Thì thằng nào ông to mồm hết, thằng nào ông to đây, mồm hết á, kể cả mấy thằng trong nước cũng vậy nữa. Ông có một cái thằng, nó có một cái like, thằng tên gì, nó mới là một cái like vui lắm, nó có một like 6 người giống như kiểu gì stream ra đây, nhưng mà biết ai coi, một người coi đủ má. Cô thằng mà có thằng là hồi nãy có thằng gì Du Nam, nó chung ở trong đó đồ phải rồi, đó là cái đám phản động nó lên like. Một người coi thôi cái cười đó, một người coi thôi vui tiêu tùng rồi, nó mất tiêu rồi đâu. À, có nghĩa là nó đang họp báo, nó đang họp kín mà không có thằng nào đưa mặt ra nha, đủ mới cười đó, đủ không thằng nào đưa mặt ra cả rồi. Bạn lại lồng đi, không có thằng nào đưa mặt ra cả. Thì tôi nói cho mày nghe, tụi này nó như vậy cũng giống như để cùng bố cũng tiếp lời con, cũng giống như kiểu nhà nói chuyện chưa. Khi tụi nó nói những cái câu như vậy, mình mới cảm thấy là tụi nó ác độc. Dạ. Không thưa ai, nó coi giữa các bạn người dân mình giống y chang như là món rau muống hoặc là một con cá hay con tôm. Chính rồi, đúng rồi bố, chính xác không? À, ra mình không cần phải phân bua hay là mình phân biện gì nó cả. Tao bắt tiêu là tao phải là cái thằng gì quên mẹ nó giống. Thì trong đó nó cũng có những thành phần luôn, cái gì quy trương đoàn, đứa lát mình thấy ra á. Đại khái là vậy. Quy trương, tao nghe cái tên người ta không biết nó là nào, tao không biết. Nhưng đó vậy, một người coi cười chết mẹ. Nói như vậy, bây giờ tao nói như vậy cho mày hiểu rằng người dân Việt Nam hiện giờ không ai ngu dại mà đi nghe lời mày cho chết. Thứ nhất, cái bệnh này là cái bệnh lây nhiễm ở xích gần nhau, mà nó nở lòng nào nó nói là đi giờ hiện giờ đi xuống lợi dụng cái cơ hội này, mấy thằng kia nó không dám làm gì đâu, được xuống biểu tình đụng hát hay nghĩ biết cùng luôn. Rồi mới đi biểu tình là phải đông người, mà đông người là phải lây nhiễm, thấy đâu là không đủ, nó đâu cần biết. Người dân ta đâu có ngu, trời ơi khổ quá, chỉ có tụi bay đủ ngồi đủ tự mà kia bằng cái gì, nó gọi là thủ dâm lẫn nhau thôi. Thực chất người dân ta nó cũng ngu. Bởi tôi nói thật rồi, suy ra cho cùng thì cái tụi này bát nháo, không đầu, không đuôi, không lý tưởng, không mục đích, không gì cả. Đây nó có cái tình clip tôi này, có người dân ở nước Mỹ, tao mới nhắc là người nước Mỹ không có tình dân tộc nha. Còn ở đây nó có tình người Việt, mình có tình dân tộc. Nó có một cái xe chở cá sống, để coi cái đó chưa? Xe chở cá sống không biết đâu. Chưa. Cái xe chở cá sống đi phát cái từng nhà, cá lội bị bỏ trong cái xe, cái xe nó lót đi lông, người tội lắm. À, làm cái hồ nhân tạo đúng không? Làm cái hồ để cái xe ba gác. Dạ. đi phát từ chỗ rất là thương. Có nghĩa là ở đây đó. Đây nè, để cho mày coi. Ta cũng chưa từng thấy đây. Mỹ làm gì có chuyện này, ví dụ. Đây. Đây nè. Mà thấy không? Dạ. Yeah. Tình đồng bào. Đó là thấy không? Cá nè. Cá là cá lóc, cá kê, cái gì đó. Ồ, người ta nuôi dưới hồ, tôi đem lên. Thấy ai tới đó là đưa ra bao nhiêu lồng, bát vô. Đó, thấy chưa? Mà thấy cái xe bà gác. Ơi, trời này, cái xe bà gác nó có cái tấm đi lông ở tại xu, thấy không? Đúng rồi, làm cái hồ giải chiến. Đúng rồi, để ta đi phát đồ đó. Dạ. Xe tải thôi bố. Có mấy xe tải giờ không làm vậy đó. Không biết xe gì, tao không biết.
Sao tự nhiên giờ lặp lại thôi. Bị giọng á, bị giọng lại hả hay gì? Ừ rồi bây giờ giọng lại. Chắc đừng lên mà, đừng lên thay Nhưng giác mà cắm gì vậy? Không, tao chơi Bluetooth mà, tao đâu có gắn chắc lắm. Giờ giọng lại dữ lắm, nhưng mà tao còn nghe được không? Con còn nghe bình thường không? Dạ nghe bình thường. Kệ đi, vậy tao không nói tiếp tục đi. Thì tao nói cho mày nghe. Mày tụi bay muốn chống gì chống tao không biết, nhưng mà tao nói mày rồi, đừng lấy nước ngoài so sánh với Việt Nam. Hai cái nó bát xịt, nó khác biệt quá xa, nó khác biệt quá xa. Một thằng thì tình dân tộc đầy ắp của lòng ngực. Hồi Hello, cũng chào lại vẫn thưa quan. dạ chào bố, hồi đó quyết tâm Nó dạ đứng lên xịt. dạ mời bố. Cái đó thì mấy bữa nay thì đài truyền hình với lại tất cả các kênh VTV phát liên tục để mà động viên, để cho người dân thấu hiểu của cái mà khổ cực gian nan của những y bác sĩ đang điều trị cho những bệnh COVID này, thì cái điều đó phát liên tục rồi, mình không cần nói chuyện đó. Dạ. Thì nãy bố nói là cái chuyện tao chọc chọc hàng kia là bởi vì sao, nhà tao có đứa con rể người Ấn, nó có nói đó, bố bố Dạ. bố chọc bố chọc chơi mà. Nhưng mà bây giờ bố nói cái điều này có nghĩa là có AQ sẵn, AQ đây thì cũng nói luôn, có nghĩa là từ xưa tới bây giờ đó, nó hay những cái diễn đàn mà chống đất nước Việt mình đó, thì Dạ. nó hay là nó hay nói trên cái vấn đề diễn đàn mình tham nhũng rất là nhiều, con đồng ý đó không? Từ Dạ. ăn to bài lớn, bài bất cứ gì nó cũng chĩa mũi dùi về. Ta nói là có chứ không phải là không, cái điều đó là cái điều mà Dạ. từng nói rồi, đất nước nào cũng có cái sự tiêu cực cả, không có ai mà nói là tao 100% có đây. Thì bây giờ tao cho tụi mày coi một cái đài của người Việt ở Mỹ à, mà cái tên này là tên MC xứ vô như cũng nổi tiếng, nó là tên nổi dụng, nó sẽ nói cái tham nhũng của Mỹ cho mày nghe Dạ. đó, nó khác biệt ở chỗ đó. Và đây có ai quy về chống con mắt mà lên có sai gì, chứ lại tao nói cho mày nghe, bữa nay mày lên mày thấy thấy thái độ cũng hài hòa, thì bây giờ mày lên diễn đàn thơ quan đi được không hả? Ok đây nghe tôi kỹ nha. Quá cái gì thông cảm, chúng tôi không cho miệng cho bù được không? Bảo này không, Mỹ không gọi tiền tham nhũng nha, nước khác có thể gọi là tiền hối lộ, Mỹ không gọi tiền đâu, Mỹ gọi là tiền hỗ trợ tranh cử, nước khác để gọi là tiền bôi trơn, tiền hối lộ, thì Mỹ chúng tôi không có chữ hối lộ, trong từ điển Mỹ không có chữ hối lộ, có chữ hối lộ nhưng chỉ dùng cái nước khác, không dùng cái nước Mỹ, nước Mỹ không hối lộ, Mỹ không hỗ trợ, nước Mỹ chỉ hỗ trợ tài chính ủng hộ tranh cử thôi. Nghe nói còn buồn cười không, cái chữ hối lộ dùng cho nước khác thôi, nước Mỹ không có, không có từ hối lộ luôn, Mặc không định này, có hối đâu nó mặc định có này, luôn đó. nó mặc định. Quy ơi là quy được chưa, nói cho mình nghe về quý vị, quý vị vào Google quý vị đánh vô chữ FEC đó, ủy ban bầu cử liên bang, quý vị, nó hiện lên hết những công ty nào cho tiền ai, cho những ủy ban nào của cộng hòa chúng ta hiện đấy. Không có tiền đâu chúng tôi tranh cử, không có tiền đâu chúng tôi in mấy cái là brochure gửi đến nhà cử tri, không có tiền đâu chúng tôi mua airtime trên TV, mua airtime trên radio để tôi tranh cử, để nói xấu đối thủ chúng tôi để đánh bại. Rồi ok, cái câu mà tao khoái là cái câu lộ quá, nước Mỹ là không bao giờ có chữ hối lộ. Đó giờ mới câu nữa, không có tiền đâu để chúng tôi có quỹ để đi nói xấu đối thủ chúng tôi, nói xấu đối thủ nha. Nào đối thủ ở đây là ai là hiểu rồi gì đúng không? Nếu mà trong mà vấn đề mà gọi là bầu cử của Mỹ. Rồi thì nói như vậy để cho mình hiểu rằng là ở cái đất nước nào cũng vậy, và mình tâm nói lại lần nữa là ở đây ở nước Mỹ nó mặc định là không có từ hối lộ, không có từ đó, không có từ bôi trơn, có từ là chỉ có từ ủng hộ thôi đó, là cho tôi hiểu là cái Cái sự đó có được đưa, cái đó có được vô và đưa vô trong quy định của hiến pháp Mỹ không bố? mặc định rồi, mặc định rồi, không có từ À đó. mặc định nè, coi như mặc định là tự hiểu thôi chứ Có không có nằm trong hiến pháp đúng đúng rồi, có từ đó là cho nước khác, cái từ cho tụi bay, cái từ đó cho tụi bay, tao không có đâu. không? Ok ok à thì ok à, thì tất cả mọi cái thứ đó thì đã giờ tụi mình nói rồi, thì tao 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 chỉ nói một cái điều này là bớt xỉa sói Việt Nam đi, bớt xỉa sói, và cũng không nên nói xấu Việt Nam nữa, và nói gì thì nói, tao thấy
từ cái vấn đề tình tự dân tộc nè, từ cái vấn đề ủng hộ và cây nhà lá vườn, từ những người giúp đỡ con người, là những cái người mà thì ở Mỹ không bao giờ có chuyện đó đâu. Tất cả ở nước Mỹ này bị dịch bệnh và phải là họ trông chờ chính phủ thôi, chứ thực chất là người dân với người dân họ không giúp đỡ nhau đâu. Họ không giống như Việt Nam mà chở tới bó rau vốn, mà chở bầy cá đi phát, hoặc là chở nấm cơm mà nấu cơm rồi phát từ thiện, gì ra không có, không có. Thế thì một lần nữa tao nói ở đây, ở nước Mỹ nó không có tình tự, không có tình dân tộc, rồi bởi vì họ không có dân tộc, họ là một hộp Trung Quốc mà đâu có đâu có một cái đâu. Còn Việt Nam mình thì một buồng trứng kẻ đẻ ơi, thì một người mẹ đẻ trăm trứng, năm năm 50 xuống biển, 50 núi, mình nói đó là cái cội nguồn, mình chỉ nói cội nguồn thôi, còn chuyện quyền sử mình không có nói ra. Nhưng có điều mà nói là ở nước Mỹ này nó khác biệt văn hóa đối với Việt Nam, nó khác nhiều lắm và đủ thứ. Thì ta không nên so sánh, ở đây tôi nói là người nữa, không nên so sánh học hiện bởi Việt Nam với một nước khác. Các nước khác không bao giờ có cái tình tự dân tộc như cái gì Việt Nam, nó hẳn là vậy. Còn thứ nhất, cái thứ hai nữa là tao muốn nói với mày là vấn đề hối lộ. Từ thường thường kể cả thằng A Quy, cái thằng Tân Thái, thằng B, tất cả hầu như nó cứ chỉ mũi dùi vấn đề hối lộ mà nó không có dẫn chứng, mới nói suông thôi, nó cứ vu vá rồi nó nói ông này bà kia, toàn nó nói thứ gì quan chức thôi, cho thật nhất nó không biết mẹ gì, nó không có tư liệu, nó không có. Mà tao nhấn mạnh nửa điều nữa là có chứ không phải là không, nhưng mà cái ta so sánh với Mỹ, thằng Mỹ này nó mặc định là cái chữ nó không có nước tao, chỉ có nước tụi bay thôi, không có nước tao. Nước tao là chỉ là không có từ bên trên, ta là ủng hộ thôi, ủng hộ thôi, đó vậy đó, là cái gì đó. Thì còn cái chuyện hồi nãy thằng nhân dân nông dân nó lên, thì tại vì tao kẹt ở nhà, tao có một thằng Ấn Độ mà nó kỳ quá, mà Ấn Độ tao văn minh, Ấn Độ dùng đĩa muỗng chứ không có dùng đĩa. Hiểu rồi là nông dân cũng đề cập tới vấn đề mà bên Ấn Độ, đúng rồi, có hiểu rồi. Mà nhưng mà nghe được tiếng Việt không, nghe được tiếng Việt không? Không, không, nó nói tiếng Anh mà nó sống từ ở lớn đây mà nói tiếng Anh không ạ. Ừ, tiếng Anh nhưng mà làm lại mà nghe tốt hả? Dạ nghe bình thường mà. Thì nói như vậy để cho hiểu, thì bố không có cái chuyện gì phải nói nữa, thì những cái chuyện mà đã đáng nói thì nói hết mẹ rồi. Tao yêu cầu mày cho ai quý lên đi coi nó giải bài bữa nay nó có ngoan chưa, không biết nó có ngoan chưa hay là nó cứ cái chọc chọc nữa ha. Ok, kêu ai quý lên chơi đi, có gì đâu. Thì ai quý thích lên thì con coi lên đi, đâu có gì đâu. Ừ, lên đi. Ok, tao không phải làm công chuyện nữa mày ơi. Ok vậy ha. Rồi. Dạ bố, cảm ơn bố.